Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cho biết thời gian qua, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các chương trình cho vay theo kế hoạch, các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn còn dành ưu tiên nguồn vốn cho vay các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Tính đến nay, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn của các tổ chức tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh ước đạt 116.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 71% tổng dư nợ trên địa bàn trong đó hơn một số tổ chức tín dụng ngân hàng như Agribank, Vietinbank, Vietcombank tiếp tục chú trọng các chương trình cho vay phát triển nông nghiệp, nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi. Theo đánh giá, nhiều chính sách chương trình tín dụng tại các khu vực nông nghiệp nông thôn được triển khai nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đặc biệt là trên lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, tái canh cà phê, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, điều này đã góp phần nâng cao nguồn thu nhập của người dân tại các khu vực nông thôn xây dựng ngành nông nghiệp địa phương phát triển bền vững